Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022, nữ mạng 1971 chi tiết, tuổi âm lịch, 52 tuổi, sao, Thái Dương chiếu mệnh, mạng, kim gặp mệnh kim, bình hòa, thiên can tuổi, Tân gặp năm nhâm là bình hòa. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022, nam mạng 1971, thông tin gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng, nữ sinh năm Tân Hợi 1971, cầm tinh con lợn, ngày sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Với thiên can Tân, địa chi Hợi, can chi của bản mệnh mang ý nghĩa khuyên dưỡng chi trư, lợn nuôi nhốt, ngũ hành, kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức, tương sinh, thổ, tương khắc, hỏa, cung mệnh nữ mạng, cung tốn. Nữ tuổi Tân Hợi có tính cách hiền lành, tốt bụng, đồng thời còn là người bạn đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Họ thông minh, ham học hỏi, làm việc gì cũng chuyên tâm nên được lãnh đạo và đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại khá cảm tính, dễ đưa ra những quyết định chủ quan, sai lầm. Xem tử vi nữ tuổi Tân Hợi năm 2022 tổng quan, để nắm bắt được diễn biến tử vi của nữ Tân Hợi, ta cần phân tích mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh với năm 2022. Năm 2022 là năm Nhâm Dần hay còn gọi là năm con hổ. Năm này mang tính chất của hành kim, bạch lạp kim, vàng pha bạc. Khái quát, nữ tuổi Tân Hợi với ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim có mối quan hệ bình hòa với hành kim của năm Nhâm Dần. Thiên can Tân gặp nhâm là bình hòa, địa chi Hợi gặp tuổi Dần là nhị hợp. Có thể thấy, nữ tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận nhiều niềm vui và may mắn trong năm 2022. Dù gặp khó khăn thì quý bạn vẫn có thể thuận lợi vượt qua và gặt hái được những thành quả như ý. Tuy nhiên, do tác động của hạn địa võng, sức khỏe của quý bạn không được tốt nên cần phải chú ý về phương diện này. Luận chi tiết tử vi 2022 nữ tuổi Tân Hợi trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong năm Nhâm Dần, sự nghiệp của nữ Tân Hợi sẽ trở nên hanh thông, thuận lợi. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng kinh doanh, hợp tác thì quý bạn nên mạnh dạn thực hiện. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân, bạn bè và nỗ lực của bản thân, công việc của bản mệnh sẽ đạt được những thành tựu lớn. Bên cạnh đó, nữ Tân Hợi cũng nên chú ý việc xây dựng các mối quan hệ của mình. Quý bạn cần thận trọng trong mọi lời ăn tiếng nói để tránh vướng phải thị phi trong năm này. 2. Tài chính, phương diện tài lộc khá dư dả, đủ chăm lo cho gia đình, con cái và phục vụ nhu cầu của bản thân. Đây chính là thành quả nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc suốt một thời gian dài. Nữ tuổi Tân Hợi cũng có thể suy tính đến việc đầu tư kinh doanh để sinh thêm nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng, đề phòng rủi ro, tránh bị lừa gạt gây thất thoát tiền bạc lớn. 3. Tình duyên, gia đạo. Tình cảm gia đình trong năm 2022 diễn ra rất tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, cùng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Con cái hiếu thảo, ngày càng giỏi giang, thành đạt, trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Tuy giữa các thành viên vẫn xảy ra một số bất đồng, xích mích nhưng đây là chuyện thường thấy trong mỗi gia đình, có thể nhanh chóng hòa giải. Chỉ cần mọi người đều biết nhường nhịn và yêu thương nhau thì gia đạo sẽ êm ấm, hạnh phúc. 4. Sức khỏe, năm này, sức khỏe của nữ Tân Hợi không quá tốt. Do vừa phải bận rộn với công việc vừa phải chăm lo cho gia đình nên sức khỏe bị suy giảm, dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể, tuổi Tân Hợi nên tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, giúp giải tỏa căng thẳng và tiếp thêm năng lượng mới. Bên cạnh đó, nữ mạng cũng có thể chia sẻ những khó khăn của mình với chồng, người thân và bạn bè. Những người này luôn sẵn sàng ở bên để lắng nghe và giúp đỡ quý bạn. Xem sao hạn của tuổi Tân Hợi trong năm 2022 nữ mạng. 1. Sao chiếu mạng. Năm 2022, nữ tuổi Tân Hợi sẽ được sao Thái Dương chiếu mạng. Đây là một trong những các tinh thuộc cửu diệu của niên hạn, chủ về phú quý. Người gặp sao này sẽ nhận được nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, uy tín và danh vọng được nâng cao. Nhờ đó, quý bạn có thể có cơ hội được tăng lương, thăng chức, con đường công danh trở nên rộng mở, sáng lạng. Nhiều người cho rằng sao Thái Dương hợp với nam giới hơn nữ giới. Tuy nhiên, nữ mạng vẫn có thể nhận được nhiều may mắn từ phước tinh này. Đặc biệt, tháng 6 và tháng 10 âm lịch chính là thời điểm đại cát của quý bạn. 2. Hạn tuổi. Trong năm này,
nữ tuổi Tân Hợi có thể bị cuốn vào nhiều rắc rối, bị người khác hiểu lầm, đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Điều này khiến bản mệnh không khỏi bận tâm và buồn phiền. Tốt nhất, quý bạn nên chuyên tâm làm tốt công việc của mình, tránh vướng vào những chuyện thị phi, tranh cãi không cần thiết. Ngoài ra, nữ mạng cũng không nên ra ngoài đường một mình vào ban đêm hay cho người lạ ngủ nhờ để tránh gây họa cho bản thân. 3. Tứ trụ, thiên sinh, địa lợi, năm 2022. Nữ mạng sẽ đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Gia đạo hạnh phúc, êm ấm. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, được quý nhân phù trợ khi gặp khó khăn. 4. Vận niên, cẩu cùng phong, chó bị gió độc. Vận niên báo hiệu bản mệnh sẽ gặp phải một số bất lợi không mong muốn trong năm Nhâm Dần. Để phòng tránh rủi ro, quý bạn nên thận trọng trong mọi công việc, làm gì cũng phải giữ chữ tín và không đầu tư vào những dự án may rủi. 5. Màu hợp tuổi, theo phong thủy, màu sắc hợp tuổi không chỉ đem đến nhiều may mắn mà còn giúp cân bằng yếu tố âm dương và tiếp thêm năng lượng sống cho con người. Nữ tuổi Tân Hợi mệnh kim nên sử dụng màu bản mệnh hoặc màu thuộc hành thổ như trắng, xám, ghi, vàng nâu, nâu đất. Trái lại, quý bạn nên tránh dùng các màu sắc tượng trưng cho hành hỏa vì đây là hành khắc với mệnh của quý bạn. 6. Hướng xuất hành. Nữ tuổi Tân Hợi có cung mệnh là Tốn nên xuất hành các hướng thuộc Đông Tứ Trạch, Bắc, Sinh Khí, Đông, Phúc Đức, Nam, Thiên Y, Đông Nam, Phục Vị, giúp công việc gặp nhiều suôn sẻ, thuận lợi. 7. Hóa giải sao hạn. Trong năm gặp hạn địa võng, quý bạn nên làm ăn chính trực, ngay thẳng, không vì lợi ích trước mắt mà làm những điều trái với pháp luật, đi ngược lại với lương tâm. Nếu không, quý bạn sẽ đánh mất uy tín của mình và bị người đời chỉ trích, phê phán. Ngoài ra, bản mệnh nên thận trọng trong mọi lời ăn tiếng nói, tránh xa mọi cuộc cãi vã. Mâu thuẫn không liên quan đến mình. Khi đi làm ăn xa, nữ mạng cần biết cách bảo vệ an toàn của bản thân, không nên ra ngoài đường vào ban đêm hay cho người lạ ngủ nhờ. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi cần thường xuyên trau dồi đạo đức, chăm làm việc thiện. Có như vậy, quý bạn mới tích được nhiều phúc đức, được phù hộ độ trì, giúp tai qua nạn khỏi. Còn nếu ăn ở thất đức thì ảnh hưởng của vận hạn sẽ càng lớn. 8. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2022, để ngăn chặn những vận xui rủi cuốn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Tân Hợi 1971 được Phật A-di-đà hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh A-di-đà bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Diễn biến tử vi nữ Tân Hợi theo tháng trong năm. Tháng 1, công việc tiến triển theo hướng tích cực, quý bạn nên chăm chỉ làm việc đã gặt hái được nhiều thành công. Tháng 2, sức khỏe tháng này không được tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ. Do đó, nữ mạng cần nghỉ ngơi nhiều hơn trong thời gian này. Tháng 3, khi đi làm ăn xa cần chú ý an toàn của bản thân, không nên mang quá nhiều tài sản theo người kẻo bị kẻ gian nhầm ngó. Tháng 4, công việc gặp một số khó khăn nhưng có quý nhân phù trợ, giúp hóa nguy thành an. Tháng 5, gia đạo êm ấm, vợ chồng yêu thương nhau, con cái hiếu thảo với bố mẹ. Tháng 6, tài lộc dư giả, có thể hùng vốn, mở rộng kinh doanh nhưng phải tính toán cẩn thận, không đầu tư vào những dự án may rủi. Tháng 7, khối lượng công việc lớn khiến bản mệnh chịu nhiều áp lực, rơi vào tình trạng căng thẳng, uể oải. Quý bạn cần điều chỉnh và cân bằng lại trạng thái của bản thân. Tháng 8, cuộc sống ổn định, có thời gian rảnh rỗi nên có thể dành thời gian đi du lịch cùng gia đình. Tháng 9, các mối quan hệ tình cảm xảy ra lục đục, quý bạn cần biết nhường nhịn, kiềm chế cơn nóng giận để tránh làm tổn thương những người xung quanh. Tháng 10, tháng này có nhiều thứ phải chi tiêu, nữ mạng nên sống tiết kiệm hơn. Tháng 11, bị kẻ tiểu nhân cản trở, nên thận trọng trong mọi việc, tránh để kẻ khác lợi dụng sai lầm của bản thân. Tháng 12, tuổi Tân Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc suôn sẻ, tài lộc dồi dào, gia đình hòa thuận.